Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì trong video này Thiện sẽ giới thiệu cho anh em về một con máy hàng của thằng Protech nha anh em. Con này có mã là MK250 nha anh em. Đó. Đó thì bên đây anh em có thấy một số thông tin của máy thì nó sẽ nằm bên đây. À, đây. Con này có mã là MMA250, thì con này là mã MK anh em. Thì dòng MK nó có rất là nhiều con hay ho cho anh em mình tìm hiểu nha. Nào là MK200 nè, MK220 nè, rồi MK250 và có mã MK250E nữa. Ha à, thì con đó thì sẽ làm video sau cho anh em mình tham khảo nha. Rồi thì con này có thể chỉnh dòng hàng từ 20 đến 250 MB nha anh em. Đây anh em có thể thấy ha, hiệu suất làm việc nặng nhọc của này đó là 60% ha. Có nghĩa là khi anh em hàng quay 4 ly đến 5 ly thì nó làm được việc khoảng 60% ha. Còn chuyên nghiệp anh em hàng cả ngày, cái bằng ngày là 3 ly 2 nha anh em. Rồi thì con này sử dụng tần số điện là 50 đến 60 Hz ha. Và công nghệ đặc biệt nhất của con MK250 này á là hàng điện yếu nha anh em có thể thấy ở đây thì nó có thể hàng điện yếu cho anh em. Thì công nghệ này tí nữa thì sẽ nói bên trong kỹ hơn cho anh em mình tìm hiểu nha anh em. Con này cho phép sử dụng quay hàng là từ 1.6 đến 5 ly ha, rất là kinh khủng nha anh em. Rồi giờ thì sẽ mở hộp ra và giới thiệu anh em từng tặng chi tiết bên trong cho anh em mình tham khảo nha. Đó, chúc mừng lòng. Còn những thứ gì trong thùng mà anh em có anh em, thì đầu tiên anh em có thể thấy ở đây con máy hàng ha, được bọc trong một miếng thùng mút như thế này, cực kỳ an toàn cho anh em luôn. Cái này thì anh em dù mặc dù ở đâu thì ship đi đến nơi thì cũng là đã an toàn tuyệt đối cho con máy chúng ta nha anh em. Rồi đó là cái thùng mút máy hàng. Rồi thì tiếp tục sẽ có dây hàng ha anh em, dây hàng, kìm hàng và dây kìm mát nha anh em. Thì kìm mát hôm nay sẽ trang bị cho anh em là 2m nha anh em, 2m dây đồng nha anh em. Đặc biệt của thằng Protech đó anh em, thì dòng MK của thương hiệu Protech thì đều trang bị cho anh em là dây đồng hết nha anh em. Đó nên anh em ok, sẵn sàng anh em mà mình mua về con máy thì chắc chắn là mình có dây đồng mình xài rồi, khỏi cần phải đổi dây đồng nha anh em. Đó, dây là dây đồng 100%, kìm mát rất là to anh em, cọc hàng là cọc hàng lớn nha anh em này, bởi vì con này sử dụng công suất lớn. Rồi tiếp tục sẽ là kìm mát. À, tiếp tục là kìm hàng anh em. Đó, kìm hàng đây. Kìm hàng thì sẽ trang bị cho anh em là 3m dây đồng, rất là ngon lành nha anh em. Đó, tổng cộng là anh em có 5 mấy chiếc đồng này. Nếu mà 5 mấy chiếc đồng anh em mua thì nó rơi vào tầm khoảng 270 đến 300 nghìn rồi ha. Đó, rất là tuyệt vời ở cái dây này. Rồi tiếp tục sẽ là phụ kiện theo kìm như anh em này. Mặt nạ kính hàng ha, mặt nạ kính hàng, tay cầm mặt nạ và búa và sỉ và là chổi cước. Rồi thì con này sẽ bảo hành cho anh em là chính hãng 12 tháng nên anh em ok thoải mái mà sử dụng nha. Đó, thì con này sẽ chuyên nghiệp 3 ly 2 nha anh em. Anh em hàng có thể đốt được quay 4 ly, 5 ly thoải mái, nhưng mình chỉ dùng khoảng 60% thôi, chứ còn mình dùng cả ngày thì ảnh hưởng tới con máy nha anh em. 3 ly 2 thì đặt bao cho anh em là kéo cả ngày luôn. Đó, thì Thiện sẽ giới thiệu một vài công nghệ của dòng MK cho anh em biết thêm nhé. Thì con này công nghệ được gọi là nó quảng cáo nhiều nhất là công nghệ hàng điện yếu nha anh em. Con này có thể hàng điện là từ 160 đến 250V, điện cực kỳ yếu luôn, anh em hàng vẫn được, vẫn vô tư nha anh em. Đó thì con này rất là thích hợp cho anh em mà mình làm công trình ở vùng sâu, vùng xa ha. Mình xa xôi, mình giống như là mình xa cái điện lưới quá, điện yếu quá, mà những cái con mà máy hàng thông thường hàng không được anh em, thì con máy như thế này hàng rất là vô tư luôn nha anh em, rất là ngon lành ở cái chức năng là hàng điện yếu như thế này. Bên đây sẽ có công tắc cho anh em nè, cánh quạt ở dưới này. Thì công nghệ của cánh quạt được áp dụng ở đây là công nghệ là anh em hàng cánh quạt nó mới chạy nha, chứ không phải là như những con thông thường là anh em bật công tắc lên là chạy liền. Con này hàng nên nó mới chạy nha anh em. Rồi dây nguồn ở đây thì nó có tầm khoảng 2m đến 2m rưỡi cho anh em nhé. Phít cắm là phít cắm cực kỳ to luôn, ngon lành nha anh em, con công suất lớn mà. Đó, rồi thì bên đây anh em có thể thấy ha, con MK nào của thương hiệu Protech anh em đều được in những cái tem như thế này anh em, bởi vì nó rất là nhiều công nghệ. Dòng MK có thể nói là dòng một trong những dòng mà công nghệ rất là nhiều ở thường Protech nha anh em. Đó, công nghệ in vector LGBT nè, tản nhiệt tốt nè, 1 ly 6 cho đến 5 ly này nè anh em. Đó, rất là nhiều công nghệ ở đây. Và đặc biệt dòng MK thiết kế rất là đẹp luôn anh em, thiết kế rất là đẹp. Thì đảm bảo anh em không có dòng nào mà thiết kế đẹp như dòng MK của thằng Protech anh em. Ha, thiết kế anh em cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Ha, rất là ngon lành. Đó, bên phải bên trái máy thì dòng MK nó có màu đặc trưng là màu vàng và màu đen nha anh em, màu vàng chủ đạo ha, và màu đen. Đó, nó có những cái núm như thế này để trang điểm thêm này, giống như là trang trí thêm á, nhìn máy mình rất đẹp, nhìn rất hầm hố anh em. Máy cực kỳ ngon lành luôn. Rồi, đây là phía trước. Rồi, anh em có thể thấy ở đây, đây là phía trước nha. Hai cọc hàng lớn ở dưới này nha anh em, hai cọc hàng lớn dưới này. Trên này nó sẽ là bảng điều khiển cho anh em nè. Có cái màn hình điện tử nha anh em, nó hiển thị từ 20 đến 250 MB cho nhé. Đó, đó là dòng hàng anh em đó, núm chỉnh dòng hàng từ đây ha, anh em điều chỉnh dòng hàng ở đây. Núm này là núm Adfort anh em,
Thì cái núm này á sẽ thích hợp cho những anh em mà hàng sắt mỏng hoặc sắt dày, anh em theo tùy chỉnh ở đây. Anh em hàng sắt mỏng mà thấy điện mạnh quá, sợ là nó lủng sắt anh em thì mình giảm cái nút này lại. Còn mình anh em mình hàng sắt dày á thì mình cần độ ngấu hàng sau hay mình tăng này lên thì nó ngấu sau cho anh em nhá. Đó. Ba cái đèn ở đây, hai đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ, lần lượt là đèn nguồn nè, đèn báo quá nhiệt nè và đèn báo lỗi nha anh em. Đó, đầy đủ cho anh em. Và có một cái núm super ở đây anh em. Theo như bên công ty công bố anh em thì cái núm super này sẽ giúp ích cho anh em khi anh em hàng điện hàng những que lớn anh em. Thì khi anh em hàng que lớn thì anh em sẽ nhấn nút super này vào. Đó thì nó sẽ tăng công suất của máy lên để anh em đốt được que ngọt hơn, hoặc là anh em có thể đốt được nhanh hơn, mình tăng năng suất làm việc nha anh em. Nhưng cái nút super này anh em hạn chế làm việc nhé. Anh em khi anh em làm việc nặng nhọc thì anh em mới dùng cái nút này thôi. Chứ không anh em hàng 3 ly 2 thì đảm bảo anh em không cần nhấn nút này, anh em xài cả ngày luôn, rất là vô tư nha anh em. Đó. Rồi, thì con này là một trong những cái hàng này đầy đủ, gọi là đầy đủ công nghệ anh em ha. Chống dính, chống giật, chống sốc LGBT, rồi chống sốc linh kiện, nói chung là rất là nhiều công nghệ trong này anh em. Hai hàng điện yếu nè, rất là nhiều công nghệ luôn. Đó. Rồi thì Thiện cũng giới thiệu sơ sơ về thông tin của mẫu máy hàng MK250 này cho anh em rồi. Thì anh em nào quan tâm á thì liên hệ đến số điện thoại dưới góc hình giúp Thiện nhé. Hoặc để lại số điện thoại anh em bên dưới, Thiện sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn kỹ hơn về con máy hàng MK250 này cho anh em biết thông tin nha anh em. Anh em xem video cho Thiện một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm thêm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiện ra video á, anh em có thể biết vào xem tham khảo những sản phẩm bên Thiện nha anh em. Đó, xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo. Thank you.